sau khi mà chúng ta đã giới thiệu nhanh về cái làm việc với vùng trọ thì chúng ta sẽ làm quen thêm một số khái niệm tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có mấy cái tùy chọn nữa ở trên thanh option mà chúng ta chưa đề cập, đó là phần style, đó là phần feather. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tới cái phần tiếp theo là phần style. Style thì nó làm cái gì? Style thì ở đây cung cấp cho chúng ta ba phương pháp làm việc với các cái vùng chọn. Một là chế độ normal, hai là chế độ fixed ratio và ba là chế độ fixed size. Và mặc định thì vừa nãy chúng ta làm việc thì chúng ta thấy nó đang để ở chế độ là normal. Normal thì sao? Normal thì nó giúp chúng ta làm việc một cách thoải mái nhất. Có nghĩa là khi tôi nhấp chuột, tôi vẽ ngang, vẽ dọc, vẽ cao, vẽ thấp, vẽ hẹp, vẽ như thế nào là tùy ý tôi. Và vẽ ra đến đâu thì nó sẽ ra một cái vùng chọn như là tay kéo. Thì đây là chế độ normal, không có bất cứ một cái khống chế, không có bất cứ một cái điều kiện nào đối với cái style normal này. Thì đây là cái cách mà được sử dụng nhiều nhất và cho chúng ta cái phương pháp, cho chúng ta cái thao tác làm việc thoải mái nhất. Trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ có chế độ là fixed ratio. Fixed ratio thì khi chúng ta chọn cái này thì chúng ta sẽ thấy là nó kích hoạt thêm hai cái trường ở bên cạnh lên. Hai trường này là chiều rộng và chiều cao, và hiện tại chúng ta thấy là nó hiện ra hai con số 1, 1. Và lúc này tôi khi mà tôi vẽ thì tôi sẽ thấy một cái điều là mặc dù tôi có thể vẽ một cái hình vùng chọn rất là to hoặc là rất là nhỏ hoặc là trung bình hoặc rất lớn, thì các bạn sẽ thấy rằng là không cần quan tâm tới kích thước vùng chọn là to nhỏ bao nhiêu, nhưng mà theo cái tỷ lệ mà được thiết lập ở trên thanh option thì tôi vẽ dù to dù nhỏ thế nào nó cũng sẽ trở thành một cái hình vuông, tại vì tỷ lệ nó đã quy định là 1:1. Nếu mà tôi thay đổi các cái tham số này có thay đổi không, tôi có thể điền bôi đen vào đây và tôi có thể thay đổi. Và sau khi tôi thay đổi thì lúc này một hình bất kỳ vùng chọn, bất kỳ vẽ ra dù to dù nhỏ, dù thấp dù cao như thế nào thì cuối cùng nó cũng vẫn sẽ tuân thủ theo cái con số mới tôi vừa điền vào, luôn luôn giữ nguyên tỷ lệ là 1:5 theo cái con số tôi điền vào. Điền bao nhiêu nó sẽ tuân thủ theo đúng cái tỷ lệ đó. Trường hợp này có cần không? Cũng cần, trong một vài trường hợp rất đặc biệt thì chúng ta cũng cần tỷ lệ. Nhưng mà thường thường cái tỷ lệ mà chúng ta hay gặp nhất và nó được mặc định thì chính là 1:1. Nhưng 1:1 thì chúng ta lại không cần phải chuyển tới cái chức năng này, tại vì nếu như mà chúng ta để ở chế độ normal mà chúng ta nhấn giữ shift, chúng ta vẽ thì chúng ta cũng đã nhận được cái tỷ lệ 1:1 này rồi. Do đó thì trừ các trường hợp rất rất đặc biệt, còn nếu không thì các bạn có thể để ở chế độ normal và các bạn giữ thêm shift để quy nó ra tỷ lệ 1:1 thay thế cho cái tùy chọn thứ hai. Thế còn trường hợp thứ ba, trường hợp fixed size, trường hợp này nó vẫn duy trì hai cái trường là chiều rộng và chiều cao. Tuy nhiên là đơn vị thì nó đã xuất hiện đằng sau con số chứ không phải là chỉ có con số để duy trì tỷ lệ nữa. Mặc định của chương trình nó để cho chúng ta là 64 × 64 pixel, có nghĩa là khi tôi nhấp chuột một cái thì nó sẽ vẽ ra cho tôi một cái vùng chọn chính xác kích thước là 64 × 64 pixel mỗi chiều. Đây là một cái tùy chọn được sử dụng trong trường hợp mà chúng ta vẽ những cái gì đó mà nó đòi hỏi rất là chính xác. Nhưng lúc đầu tiên chúng ta tạo ra cái tài liệu thì các bạn cũng đã thấy là chúng ta có một cái tùy chọn là gì đấy ạ? Iconography. Ví dụ khi mà tôi cần phải vẽ một cái icon nào đó thì nó sẽ phải tuân thủ một cái kích thước chuẩn của nó để nó không bị vỡ, nó không bị xô lệch khi mà chúng ta sử dụng. Đấy, hoặc là trong các cái giao diện mobile, app design này chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó cũng cần tuân thủ rất là chặt về cái kích thước. Vì sao? Vì là cái giao diện nếu mà làm mà nó không chuẩn ấy, thì có thể là nó sẽ bị vỡ giao diện, hoặc là nó sẽ phát sinh ra các cái con trượt ngang, hoặc là chúng ta phải kéo ngang màn hình để xem những phần khuất lấp, v.v. Do đó thì những cái trường hợp mà cần thiết phải có cái độ chính xác về kích thước thì chúng ta sẽ sử dụng cái tùy chọn này, đó là fixed size. Đấy. Và chúng ta điền con số chiều ngang bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu. Thực ra thì quan trọng nhất vẫn là con số chiều ngang thôi, tại vì là chúng ta làm việc thì ví dụ trên máy in thì nó sẽ khổ rộng của máy in đó, màn hình nó sẽ có khổ rộng ngang của màn hình, còn chiều dài thì gần như là vô tận rồi, màn hình chúng ta có thể quặn xuống bao nhiêu cũng được, nhưng chiều ngang nếu phát sinh thì nó sẽ là cái điều rất là dở. Do đó thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta là
thiết kế không bao giờ nó vượt quá cái ngưỡng yêu cầu của cái nội dung mà chúng ta cần làm. Thì trường hợp fix sai thì sẽ cần đấy. Thế còn thường thường nhất thì chúng ta để ở normal thôi, không cần phải chuyển sang các chế độ khác. Thì đấy là một vài cái giới thiệu về cái style để chúng ta tạo ra các vùng chọn. Tuy nhiên chúng ta còn một cái phần nữa là cái phần feather. Phần feather này là cái gì? Và hiện tại bây giờ nó đang đặt ở chế độ là 0 pixel. Feather là một cái khái niệm mà nói về vùng ảnh hưởng. Thế bình thường vừa nãy chúng ta khi mà chọn một cái vùng chọn như thế này, tạo ra một vùng chọn như thế này, thì chúng ta nói rằng vùng chọn là cái nơi đánh dấu cái khu vực làm việc, giúp cho chương trình nắm biết được là chúng ta muốn làm việc với bao nhiêu pixel và ở đâu. Đấy, và khi chúng ta thực hiện một thao tác nào đó thì các thao tác nó chỉ nằm ở trong phạm vi của cái vùng chọn này thôi và không bị lấn ra ngoài. Tuy nhiên đấy là những gì mà chúng ta vừa mới nói với nhau đó. Còn khi chúng ta thêm một cái feather vào thì nó sẽ khác biệt đi đấy. Bây giờ chúng ta xem thử các cái trường hợp này. Đầu tiên chúng ta tạo ra một cái vùng chọn bình thường và chúng ta thử tô màu vào đây. Sau khi chúng ta tô màu thì chúng ta thấy rõ ràng là màu sắc nó sẽ chỉ nằm ở trong khu vực vùng chọn, giống như chúng ta vừa mới nói với nhau như vậy. Tuy nhiên nếu như bây giờ mà tôi tạo ra một vùng chọn và tôi lại không để nguyên như thế này mà tôi có gán thêm cái feather vào thì kết quả nó sẽ đạt được như thế nào? Tôi gán cái feather vào đây, ví dụ tôi đặt là 20 đi, 20 pixel đi. Và lúc này tôi sẽ vẽ ra thêm một cái vùng chọn cũng tựa tựa như là cái hình vừa rồi mà tôi vừa mới làm, cũng vùng chọn cỡ từng đấy. Thì sau khi mà tôi buông chuột ra thì các bạn thấy đầu tiên là cái thao tác buông chuột thì đã đem lại một cái hình thị giác nó tương đối khác so với lại cái hình vùng chọn lúc đầu tiên chúng ta quen nhìn. Vùng chọn đầu tiên của chúng ta nó là hình chữ nhật, trông nó rất là vuông thành sắc cạnh rõ ràng. Thế nhưng mà cái vùng chọn mà sau khi chúng ta gán feather thì nó đã tạo ra một cái điểm khác biệt, đó là cái góc của nó thì bị vê tròn. Đấy là điều dễ nhận thấy nhất. Tuy nhiên tôi thử nghiệm tiếp cái bước thứ hai là chúng ta sử dụng cái lệnh edit fill tôi tô vào đây, cũng vẫn tô giống như cái thao tác trước đó, thì các bạn sẽ thấy là có điểm khác biệt xảy ra. Khi tôi gán feather vào thì cái màu được tô vào đây trước hết là nó không chịu nằm yên ở trong vùng chọn, các bạn thấy là nó có lấn ra phía ngoài. Thứ hai nữa là màu nó tô không đều. Hình bên trái sau khi tô thì chúng ta thấy là màu rất là đều, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái nó đều màu hết, nó không có điểm khác biệt nhau. Nhưng mà ở trong cái phép tô mà tôi lại tô cho một cái vùng chọn có feather thì tôi thấy rằng là nó tô không đều, nó đậm ở tâm và nó nhạt dần ra ngoài rìa. Như vậy thì cái phần feather này nó sẽ giúp chúng ta làm cái việc gì? Nó sẽ giúp chúng ta là cho phép thao tác rộng ra khỏi cái vùng chọn đấy. Còn rộng bao nhiêu thì do cái tham số mà chúng ta gán ở đây. Con số gán càng lớn thì cái feather hay là vùng ảnh hưởng cho phép chúng ta lấn ra phía ngoài cái vùng chọn càng lớn, và nó sẽ mạnh ở tâm, nó sẽ nhạt ở rìa. Đấy, và chúng ta sẽ dùng trong trường hợp nào? Khi nào mà chúng ta cần một cái thao tác nào đó mà nó không rõ ràng, không sắc nét, cần phải lần quất vào với nhau, trộn vào với nhau, thì thường là người ta sẽ sử dụng cái gán feather này để nó tạo ra một cái biên mềm, tạo ra một cái vùng làm việc không xác định được rõ ràng bằng thị giác, thì chúng ta sẽ gán bằng feather. Tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta lại phải lưu ý rằng là khuyến cáo với các bạn là feather ở đây không phải là một phương pháp làm việc tốt. Tại vì sao? Tại vì mỗi khi mà các bạn làm xong thì các bạn lại phải giải cho tôi về cái con số 0 mặc định lúc ban đầu. Vì sao? Vì nếu mà tôi không làm như vậy thì bất kể về vùng chọn nào đó mà tôi làm ra về sau này, dù bé dù lớn thế nào thì cái feather này cũng sẽ được gán một cách tự động vào. Đấy, do đó thì chúng ta nên là xóa bỏ cái này, giảm nó về 0. Để làm gì? Để không bị cái tình trạng lúc nào cũng gán sẵn feather. Nó rất giống với cái trường hợp tôi bấm vào đây chẳng hạn, thì lúc nào nó cũng tương đương với giữ phím shift, tức là thêm vào đó. Hoặc là vào đây là tương đương phím an, lúc nào cũng bớt đi. Mà chúng ta cố gắng là đưa ra một phương pháp làm việc nó thoải mái nhất và nó ít gò bó nhất, thì chúng ta không nên để feather ở đây. Tuy nhiên nếu không để feather ở đây thì chúng ta sẽ làm việc như thế nào? Đấy, thì chúng ta sẽ vẫn cứ tạo ra vùng chọn đi,
Sau đó thì chúng ta vào select như tôi đã giới thiệu ban đầu. Tất cả những cái gì liên quan tới vùng chọn thì chúng ta đều làm việc với select ở trong này. Lúc này chúng ta sẽ vào modify. Trong modify chúng ta tìm tới lệnh cuối cùng feather, hoặc chúng ta sẽ sử dụng phím tắt là shift F6. Khi nhấn cái phím này thì nó sẽ mở một cái hộp thoại cùng tên ra. Và lúc này các bạn cần gán một cái feather bao nhiêu thì các bạn gán vào đây. Sau khi gán xong nhấp OK thì nó sẽ đưa cái feather đó vào cái vùng chọn mà chúng ta đang có ở trên màn hình. Điều quan trọng nhất là gì? Nó chỉ gán duy nhất một lần. Sau đó các bạn hủy vùng chọn này và các bạn vẽ một vùng chọn khác thì nó tự động nó lại vùng thành sắc cạnh giống như lúc ban đầu. Chứ còn cái feather mà gán ở trên thành option nó bị lưu kết quả thì cứ lần nào chúng ta gán vào nó cũng sẽ bị đổi theo. Điều đó nó sẽ hết sức là khó chịu cho chúng ta khi mà chúng ta thao tác. Thế đấy là một vài cái mở rộng thu hẹp đó. Rồi thì vừa vẽ vừa di chuyển cái vùng chọn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái đó. Đây, các bạn quan sát, tôi lấy một cái ảnh khác ra để làm minh họa cho cái thao tác này. Bình thường ra khi mà chúng ta vẽ một cái vùng chọn thì chúng ta sẽ bấm bằng chuột tại cái điểm mà chúng ta muốn bắt đầu. Nếu mà vùng chọn là một vùng hình chữ nhật thì thường thường theo cái thói quen thao tác của chúng ta sẽ bắt đầu bằng góc phía trên bên trái của hình. Vì sao? Vì thực ra chúng ta rất quen thuộc với cái thao tác đó. Chúng ta đọc là từ bên trái sang bên phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. Do đó cái thao tác quen thuộc của chúng ta cũng bắt đầu thường là như thế. Chúng ta sẽ bắt đầu từ góc trên bên trái, nhấp giữ chuột, sau đó thì chúng ta kéo và chúng ta sẽ tạo ra một cái vùng chọn bao lấy khu vực mà chúng ta cần. Nhưng mà đấy là hình chữ nhật và cái góc trên của nó rất là rõ ràng, đúng không? Góc trên bên trái rất rõ ràng. Nếu như bây giờ mà chúng ta lại làm việc với một cái khu vực khác mà nó lại không rõ ràng góc đó thì lúc này chúng ta sẽ có phương pháp khác, đó là chúng ta làm việc từ tâm ra. Làm việc từ tâm ra thì chúng ta đặt trỏ chuột vào tâm. Và khi chúng ta nhấp vẽ thì chúng ta nhấn an, chúng ta vẽ ra từ giữa thay vì là chúng ta vẽ từ góc. Đấy. Còn trong quá trình làm như thế này, nếu như mà chưa khớp thì các bạn có thể nhấn thêm phím cách ở trên bàn phím. Nhấn giữ phím cách thì cho phép các bạn gì đó, đang vẽ dở các bạn vẫn có thể lôi cái vùng chọn là đi tới cái chỗ mới các bạn muốn. Tất nhiên là với điều kiện là chưa nhả phím ra nhé. Chưa nhả phím trái chuột ra. Đấy thì các bạn có quyền là vẽ từ tâm, đồng thời lúc vừa vẽ vừa dịch chuyển cái đối tượng của chúng ta thì chúng ta sẽ thao tác bằng cái cách như thế. Thế đấy là một vài cái mà chúng ta giới thiệu về cái vùng chọn nói chung cũng như là vùng chọn được tạo ra bởi cái công cụ Rectangular Marquee, tạo ra những cái vùng chọn rất cơ bản bằng hình chữ nhật. Ở trong nhóm này thì chúng ta còn có thêm một cái công cụ nữa gọi là công cụ Elliptic Marquee. Cách tạo Elliptic Marquee thì cũng rất giống như là Rectangular Marquee thôi. Nhấp chuột giữ và kéo, quan sát nó to nó nhỏ, nó bao được đến đâu thì chúng ta buông chuột ra thì sẽ có một vùng hình, vùng chọn khép kín có tính chất là hình ellipse như thế này. Tất cả mọi thứ mà chúng ta vừa nói đối với cái vùng chọn hình chữ nhật thì cũng đều áp dụng được cho cái vùng chọn hình ellipse này. Kể cả những cái thêm vào bớt đi, kể cả cái style này, kể cả feather. Tuy nhiên, riêng cái vùng chọn hình chữ nhật thì lại không có cái này, anti-alias này. Vậy thì nó chỉ được kích hoạt lên khi mà chúng ta chuyển sang công cụ là Elliptic Marquee thôi. Thế thì cái anti-alias này nó giúp chúng ta làm cái gì và tại sao khi tôi chuyển từ công cụ Rectangular không có nó mà tôi chuyển sang Elliptic thì nó lại bật lên? Thì vai trò của nó là cái gì? Chúng ta cùng nhau xem một chút. Chúng ta so sánh như sau. Tôi vẽ ra một vùng chọn. Tất nhiên là lúc này tôi sẽ tắt cái anti-alias đi để xem là nó sẽ hoạt động như thế nào. Đó. Ví dụ tôi vẽ ra một vùng chọn như thế này. Tốt nhất là đây, chúng ta dùng cái fix size ra đi cho nó dễ. Đó, tôi lấy là 100x100 pixel đi. Để bấm một cái là chúng ta sẽ có luôn cái vùng chọn như thế. Đây. Đây là một vùng chọn mà không có anti-alias. Bây giờ tôi lại làm thêm cái vùng chọn thứ hai, tôi bấm chọn vào đây và tôi chọn là gì đây? Có anti-alias, cũng vẫn là 100x100. Đó.
Và đây là vòng tròn thứ hai. Hai vòng tròn có kích thước bằng nhau, hình dáng giống nhau. Và bây giờ tôi sẽ tô thử vào để chúng ta xem là kết quả là như thế nào. Nhưng trước khi tô thì tôi muốn hỏi một chút là trên màn hình chúng ta đang nói là chúng ta tạo ra các vòng tròn hình tròn thì nó có tròn thật hay không? Nó có thể tròn hay không? Nó tròn, nếu mà mình dựng xin còn mình vùng chọn này chúng ta đang chọn cái gì ạ? Vùng chọn này chúng ta đang tạo ra để chúng ta chọn cái gì ạ? Chọn một phần trong ảnh. Đó là cái gì, nó gọi là cái gì ạ? Sổ. Cái đơn vị nhỏ nhất của bức ảnh là gì ạ? Pixel. Pixel có hình gì ạ? Vuông. Ok, thì bây giờ chúng ta đang chọn một tập hợp hình vuông thì liệu cái đường chu vi của nó có tròn được không? Không. Ok, đấy chính là lý do mà chúng ta đang làm việc với anti-alias là vì thế. Về mặt lý thuyết thì chúng ta đang cố tạo ra một cái vùng chọn hình tròn, nhưng cái thứ mà chúng ta chọn thì nó lại là tập hợp của các hình vuông. Do đó thì không thể có chuyện chu vi của một tập hợp hình vuông nó có hình tròn được. Nó sẽ có hình răng cưa khớp cạnh như thế này. Đây các bạn, phóng lớn lên các bạn sẽ nhìn thấy. Thực sự ra không thể tròn được vì nó đang chọn một đống hình vuông. Đấy, và chính vì là không thể tròn được cho nên khi chúng ta tô màu, chúng ta làm cái gì đó, nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nó bị gai. Bây giờ tôi chứng minh thử bằng cách như sau. Tô nhé. Các bạn sẽ thấy rằng là hai cái phép tô này nó có kết quả hơi khác nhau, đúng không? Cái vùng chọn bên trái được tạo ra khi tôi tắt cái chế độ anti-alias đi, và do đó thì nó không có cái chế độ khử răng cưa. Toàn bộ vùng chọn này nó chạy rích rắc theo cái đường biên của một tập hợp những cái pixel. Do đó thì nó rất là sắc nét và lúc này nó giống như là cái răng cưa hay bậc thang ở đây. Thế còn ở bên này thì chúng ta sẽ thấy một cái điều là cũng vẫn diện tích giống nhau, nhưng bên này đã được dán anti-alias, do đó nó có một vài khác biệt như thế này. Nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là bên trái không có một pixel nào được tô ra ngoài cái vùng chọn cả, nhưng bên này thì có. Nhưng nó cũng khác với cái feather, nó không lấn ra ngoài nhiều, nó chỉ lấn ra 1-2 pixel thôi, và nó nằm ở cái vị trí gì ạ? Phần giáp danh trong ngoài giữa cái phần răng cưa đó. Nó sẽ tô từ bên trong này, lấn một chút ra ngoài ở những phần răng cưa đó, và nó tô chuyển giữa màu bên trong với màu nền bên ngoài. Cái điều này nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra một cảm giác đánh lừa thị giác. Đây, bây giờ tôi nhấn Ctrl H, tôi tạm thời tôi giấu cái vùng chọn đi. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình là cái vùng chúng ta vừa tô đó, không còn bị ảnh hưởng bởi cái vùng chọn nữa. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái bên trái là bị gai, cái bên phải có vẻ mượt. Vì sao? Vì là nó được bù những cái điểm ảnh và cái phần gãy. Đấy chính là cái vai trò của cái chúng ta đang gọi là anti-alias đây. Đối với những vùng chọn hình tròn hoặc là những cái vùng chọn có tính chất cong thì bao giờ nó cũng sẽ xuất hiện thêm cái anti-alias này để nó giúp chúng ta đánh lừa thị giác, nắm mềm cái đường biên của những cái vùng cong đó. Thế thì đến đây là chúng ta đã làm quen được thêm cái cách tạo ra cái vùng chọn hình tròn hay là vùng chọn hình ellipse. Đây tôi cũng nói thêm, vừa nãy chúng ta có đề cập tới là vẽ từ góc hay là vẽ từ tâm, đúng không? Vẽ một vùng tròn, vẽ từ tâm thì đúng là chuẩn rồi, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhắm một cái là chúng ta nhắm chuẩn tâm. Do đó khi mà chúng ta vẽ ra một cái vùng chọn thì chúng ta có thể là đối với vùng chọn hình tròn thì nên cố gắng xác định tâm, sau đó thì chúng ta vẽ từ tâm, nhấn an vẽ từ tâm ra và chúng ta sẽ chọn được cái vùng tròn này thì dễ hơn là vẽ từ góc. Vì sao? Vẽ từ góc chúng ta không xác định được góc mà, đúng không? Vùng tròn không có góc nên là rất khó để mà chúng ta bao một nhát mà chúng ta bao được ngay, hoặc là chúng ta sẽ bao rộng hơn và chúng ta sẽ lấy thừa rất nhiều, hoặc là chúng ta bao nhỏ hơn và chúng ta thì lại không lấy được hết cái hình này. Do đó thì cái cách vẽ từ tâm là một cách vẽ tốt hơn cho cái phương pháp chọn hình tròn. Tuy nhiên cũng có những lúc chúng ta cũng không xác định được đúng tâm, lúc đó thì cũng không lấy chuẩn được. Vậy thì chúng ta kết hợp thêm cái phương pháp là vừa vẽ vừa dịch chuyển vừa chỉnh sửa cái vùng chọn như sau. Đây,
cứ vẽ đại đi, sau đó thì các bạn nhấn giữ phím tách cho tôi thì, và đừng nhả phím chuột trái ra, thì các bạn có thể di dịch cái vùng chọn các bạn đang vẽ dở đến bất cứ cái chỗ điểm nào. Các bạn dịch nó lên trên đỉnh cho tôi và các bạn dịch nó chạm vào cạnh trái đi. Đến đây thì các bạn nhả phím tách ra và các bạn kéo thêm một chút là các bạn có thể là gò cái vùng chọn này của chúng ta vào, lấy được cái hình mà chúng ta cần. Đấy, thì đây là cái phương pháp mà vẽ lấy những cái hình vùng chọn hình tròn hoặc ellipse. Đấy, do không xác định được góc thì chúng ta sẽ kết hợp cái cách là vừa vẽ vừa dịch chuyển vừa điều chỉnh làm sao cho nó khớp vào hình. Và cuối cùng các bạn sẽ thấy là ở trong cái nhóm công cụ Rectangular này còn có hai cái tùy chọn nữa, là cái tùy chọn Single Row và Single Column. Thì cái này rất là đơn giản, một cái là vẽ một hàng cao một pixel và rộng toàn bộ bằng bức ảnh, bức ảnh rộng bao nhiêu nó tự động rộng ra theo bấy nhiêu. Thế còn một công cụ nữa là Single Column, thì lúc này nó sẽ vẽ ra cho chúng ta một cái vùng chọn cao bằng bức ảnh và rộng bằng một pixel. Nó chỉ có cái này thôi, và cộng thêm các thao tác là thêm hoặc bớt vùng chọn để mở rộng. Còn style thì không dùng đến. Vì sao? Style không dùng đến vì nó có một giá trị bị khóa cứng cộng với một giá trị không xác định, đúng không? Một giá trị khóa cứng là gì? Một pixel, hoặc là cao một pixel hoặc rộng một pixel, bất biến. Thế còn một giá trị thì lại không xác định, vì là nó không biết là cái ảnh mà đang thao tác này rộng bao nhiêu hay là cao bao nhiêu. Do đó những cái style kia thì không áp dụng được vào trong này. Nhưng các thao tác gọi là giữ shift giữ an thì các bạn có thể là gán được cái đó để mở rộng và thu hẹp vùng chọn. Thế và có một cái phương pháp nữa là làm việc với phím tắt, thì các bạn cũng nhìn thêm ở đây. Rectangular Marquee và Elliptic Marquee thì nó đều là Marquee, nhưng một cái là hình chữ nhật, một cái là hình ellipse, và phím tắt của nó chung là phím M. Bây giờ tôi nhấn một phím M thì tôi đang nhận được một cái công cụ là Elliptic. Tôi nhấn phím M lần nữa thì cũng vẫn là Elliptic, không hề đổi. Do đó thì tôi cần phải trợ giúp bằng phím Shift. Thì khi nhấn phím Shift và ấn phím tắt thì nó sẽ chuyển qua chuyển lại giữa các công cụ có cùng chung phím tắt để cho chúng ta lựa chọn. Khi nào mắt chúng ta nhìn thấy công cụ mà chúng ta cần thì nó dừng lại, và như thế là chúng ta đã chọn được công cụ theo ý muốn. Thì đấy là một vài cái khái niệm về cung cách làm việc của cái công cụ Rectangular và Elliptic Marquee.